Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm cũng như quyền lợi của mọi người dân hiện nay và cả thế hệ mai sau là điều được đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, mùng 1 tháng 4 năm 1959, mùng 1 tháng 4 năm 2024. Cách đây 65 năm, ngày mùng 1 tháng 4 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm làng cá tại Cát Bà, Hải Phòng. Để ghi nhớ sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày mùng 1 tháng 4 hàng năm là ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Với tỉnh Hà Giang là tỉnh có hệ thống sông suối dày đặc và cũng là khu vực phân bố của nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế và khoa học như cá dầm xanh, cá anh vũ, cá chiên, với trên 60 hồ thủy điện có dung tích hồ chứa khoảng 294 triệu mét khối. Những năm qua, lĩnh vực thủy sản của tỉnh đã phát triển tương đối mạnh. Diện tích nuôi trồng năm 2023 đạt trên 2.000 hectare, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 142 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long khẳng định, nguồn lợi thủy sản không chỉ là nguồn thực phẩm phong phú mà còn tạo ra thu nhập và việc làm cho người dân. Tuy nhiên, quá trình hoạt động kinh tế đã ảnh hưởng đến môi trường, suy giảm nguồn lợi thủy sản. Nhiều giống loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ cạn kiệt trong tự nhiên. Do đó, việc tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mọi người dân. Các sở ngành và địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các loài thủy sinh. Các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Vận động các tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư hãy chung sức chung lòng thả cá giống bổ sung nguồn lợi cho các khu vực thủy sản. Ngay sau buổi lễ ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi bảo vệ tốt đàn cá, cấm hoạt động khai thác đánh bắt của khu vực chúng ta vừa mới thả cá. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào thực tiễn nhằm nâng cao sản lượng thủy sản, khai thác thủy sản theo hướng bền vững, khai thác phải đi đôi với bảo vệ và phát triển. Các địa phương hướng dẫn cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực lòng hồ thủy lợi, thủy điện và các lưu vực sông suối thành lập tổ cộng đồng tự quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Vận động các tổ chức cá nhân hãy chung sức thả cá giống bổ sung nguồn lợi cho các thủy vực. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thả tái tạo hơn 500 kg cá giống thuộc 8 loại như chép, chấm, chày đất, cá bỗng, cá lăng chấm trong khu vực lòng hồ thủy điện sông Miện 5A. Ngày 28 tháng 3, Thành ủy Hà Giang đã tổng kết phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024. Tham dự có đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Đảng bộ thành phố Hà Giang hiện có 52 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở trực thuộc. Toàn đảng bộ hiện nay có 5.667 đảng viên. Qua triển khai xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức, tư tưởng đến hành động của các đảng bộ, chi bộ và đảng viên. Các đảng bộ chi bộ đã cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung sát với thực tiễn của địa bàn, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, đã có nhiều đơn vị, cơ quan có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2024, Đảng bộ thành phố Hà Giang tiếp tục triển khai các tiêu chí trong bộ tiêu chí chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đó là thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt. 8 tháng 3, Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch và Ẩm thực Quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc. Dự tổng duyệt có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan. Với chủ đề Hà Giang sắc màu văn hóa, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Du lịch Ẩm thực Quốc tế Hà Giang với trên 350 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia. Chương trình gồm 15 tiết mục với 3 chương: Hà Giang rực rỡ sắc màu, Tinh hoa ẩm thực Việt, Hội tụ và Lan tỏa. Đáng chú ý trong đó có 3 tiết mục ca múa nhạc của nước ngoài, 3 tiết mục đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với các hoạt cảnh được dàn dựng công phu, trình diễn dưới nhiều thể loại đa dạng, hình thức phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại,
Chương trình nghệ thuật đã dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện về các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch, nét ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về lịch sử, văn hóa mảnh đất, con người Hà Giang, nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc, đến bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó, sân khấu có nhiều điểm nhấn như sử dụng công nghệ laser, trình chiếu hình ảnh, hệ thống khói lạnh, ánh sáng xuyên suốt liên tục nhằm thể hiện sự kết nối, hội tụ, lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh tới người xem. Tại buổi tổng duyệt, các thành viên ban tổ chức đã tham gia ý kiến góp ý để chương trình diễn ra thành công, bảo đảm nội dung, chất lượng nghệ thuật và dấu ấn. Trong đó chú ý đến công tác hóa trang, trang phục, hình ảnh phụ trợ, minh họa. Kết cấu các tiết mục cần được sắp xếp chuẩn bị kỹ hơn để phù hợp với nội dung từng bài hát. Qua đó góp phần quảng bá giới thiệu về hình ảnh Hà Giang đậm đà bản sắc văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 thu hút sự tham gia của 65 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch ẩm thực của 22 tỉnh, thành phố trong nước và 5 quốc gia. Đến thời điểm này, các gian hàng tham gia lễ hội đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và sẵn sàng phục vụ cho người dân và du khách. Là một trong những đơn vị tham gia lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024, công ty cổ phần Sữa Ba Vì Hà Nội đã có mặt rất sớm để chuẩn bị cho gian hàng của mình. Được biết, tại lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực lần này, công ty cổ phần Sữa Ba Vì Hà Nội mang đến gần 40 sản phẩm đặc trưng để phục vụ đông đảo người dân và du khách. Đến giờ phút này đây, thì mọi người cũng có thể thấy là chúng tôi đã bày biện cái gian hàng của mình và đem cái đặc sản của quê hương mình là quê hương Ba Vì để đến trên mảnh đất quê hương Hà Giang. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để phục vụ bà con với những điều tốt đẹp nhất. Còn tại gian hàng của tỉnh Khánh Hòa, các món ăn đặc trưng của tỉnh như nem nướng, bánh tôm đã được chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng mang đến những trải nghiệm ẩm thực cho người dân và du khách. Chúng tôi mang đến Hà Giang tầm 10 món. Đặc trưng nhất là món nem nướng Nha Trang và món bún trộn và món bánh tôm. Tới thời điểm này thì gần như là bọn em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đến thời điểm này, 65 gian hàng tham gia lễ hội đã hoàn tất chuẩn bị. Mặc dù lễ hội du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 29 tháng 3, song đã có rất nhiều khách đã đến tham quan và thưởng thức các món ăn được bày bán tại các gian hàng. Tôi thấy là quá trình chuẩn bị của các gian hàng là rất là chu đáo, tươm tất và có rất nhiều mặt hàng rất là phong phú. Không gian ẩm thực tại lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 được bố trí thành các khu vực với điểm nhấn đặc trưng đại diện cho văn hóa mỗi vùng miền. Trong đó, các món ăn đều được sắp xếp rất bắt mắt, hấp dẫn, mời gọi người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày 28 tháng 3 tại một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện mưa đá gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và thiệt hại về hoa màu, tài sản. Theo ghi nhận tại nhiều địa phương trong tỉnh, cuối buổi chiều và tối ngày 28 tháng 3, mưa đá bất ngờ xuất hiện khá dày đặc, những viên đá đường kính từ 2 đến 3cm phủ trắng trên mặt đất. Sau khi hết mưa đá, để kịp thời đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả, cấp ủy chính quyền các địa phương đã chỉ đạo rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại về hoa màu tài sản, triển khai phương án huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả. Cùng với đó, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động nắm bắt thông tin diễn biến về thời tiết để làm tốt công tác phòng chống nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra trong thời gian tới. Ban chỉ đạo thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia huyện Vị Xuyên vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 3 năm 2024. Tổng nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2022-2024 là trên 736 tỷ đồng. Kết quả đến nay đã giải ngân được trên 289 tỷ, đạt 39%. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, lãnh đạo huyện Vị Xuyên yêu cầu các cơ quan, các ngành và các xã thị trấn phải nghiên cứu để thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các công trình xây dựng phải được khảo sát, thiết kế và giải ngân theo tiến độ và đúng quy định. Thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xã phải thường xuyên kiểm tra các mô hình phát triển kinh tế cũng như xây dựng nông thôn mới làm đường giao thông nông thôn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng kế hoạch và giải ngân kịp thời theo đúng lộ trình. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm góp đất trồng cây cao su, 3 năm trở lại đây, người dân các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên bắt đầu được hưởng lợi. Tuy nhiên, giá trị kinh tế cây cao su mang lại hiện nay chưa tương xứng như kỳ vọng. Đó cũng là trăn trở làm thế nào để gia tăng giá trị cho người dân góp đất trồng cao su. Toàn tỉnh Hà Giang hiện có gần 1.500 ha cây cao su và là địa phương có diện tích nhỏ nhất so với các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc.
Sau 13 năm trồng, 90 diện tích cây cao su của tỉnh đã cho khai thác với tổng sản lượng mù năm 2023 là 1.860 tấn. Tổng giá trị mà công ty cổ phần cao su Hà Giang đã chia lại cho người dân góp đất là trên 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đã đề xuất với tập đoàn trích thêm trên 220 triệu hỗ trợ người nông dân góp đất trồng cao su. Tất cả các bước từ khâu khai thác, cân trọng lượng, thẩm định giá để phân chia tỷ lệ cho người dân đều được công ty thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Để mà nâng cao cái giá trị cho người dân thì công ty thứ nhất là phải chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình của tập đoàn. Thứ hai nữa là phải khai thác thu mủ đảm bảo cái kế hoạch được tập đoàn giao. Thứ ba nữa là cái việc tính toán giá thị trường phải đảm bảo cái sự công khai và minh bạch. Gia đình anh Bế Văn Tác là một hộ có diện tích đất góp trồng cao su lớn nhất xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang với gần 15 hectare. Năm 2023, lợi tức mà gia đình anh được hưởng là gần 26 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi hecta cây cao su sẽ đem lại nguồn thu nhập cho các hộ 1,8 triệu đồng. Tôi được nhận tiền đấy, về đến năm nay là được gần gọi là 90 triệu. Vâng, tôi thấy cái số tiền được 90 triệu này thì nó quá ít ỏi. Nói chung thì không có lợi nhuận cho người dân chúng tôi. Gia đình tôi 6 hát nhưng mà mới được có hơn 12 triệu. Nếu mà còn không tạm ứng như kiểu cái tờ đấy xem nha. Đấy là chưa được 12 triệu đâu. Cái dặn cho dân cái xóa đói giảm nghèo này cũng chả được. Toàn xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang hiện có hơn 400 hectare cây cao su. Sau giai đoạn kiến thiết, trong 3 năm trở lại đây, người dân góp đất bước đầu cũng đã có nguồn thu nhập. Tuy nhiên, đặt trong phép so sánh với các loại cây trồng khác cho thấy giá trị cây cao su mang lại là chưa như kỳ vọng. Mong muốn của bà con là trong thời gian tới thì đối với công ty cao su Hà Giang nói riêng và tập đoàn cao su Việt Nam nói chung phải có cái cơ chế hỗ trợ, tức là chia cái cổ phần nó phải thỏa đáng với bà con thì hiệu quả về kinh tế mới được. Và cái mong muốn của bà con nữa là những cái diện tích mà hiện nay nó không còn hiệu quả, không cho bà con đã góp đất rồi mà diện tích hiện nay nó không còn hiệu quả thì bà con mong muốn là công ty cao su có thể trả lại cái diện tích để bà con canh tác cái cây trồng khác nó hiệu quả kinh tế. Theo kế hoạch, trong năm 2024, công ty cổ phần cao su Hà Giang dự kiến sẽ mở rộng phạm vi khai thác lên gần 1.300 ha với tổng sản lượng đạt 900 tấn mủ. Bên cạnh đó, công ty bước đầu cũng thực hiện nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn một số loại cây trồng dưới tán cao su để nâng cao giá trị sản xuất. Đầu tiên là phải tập trung vào cái khâu là tuyển dụng đầy đủ lao động. Thứ hai nữa là các cái trang bị đầy đủ, các vật tư, trang thiết bị đầy đủ và triển khai đúng cái quy trình của tập đoàn tạo ra cái giá trị sản phẩm là theo cái kế hoạch được tập đoàn ra. Chia sẻ về khó khăn của tập đoàn cao su nói chung và công ty cao su Hà Giang nói riêng trong giai đoạn vừa qua khi giá mủ cao su xuống thấp. Trong hoàn cảnh đó, doanh nghiệp cần phải có những giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn và hơn cả là đảm bảo quyền lợi cho người nông dân góp đất. Bên cạnh đó cũng cần làm tốt công tác dân vận, đối thoại với nhân dân để cùng chia sẻ khó khăn. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 29 tháng 3 do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 29 tháng 3. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 87%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 88%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 88%. Những thông tin về thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.